Đây các bác nhá, tắt chế độ lên tiếng này. Tiếng nó trùng hẳn xuống luôn các bác nhá, tiếng nó trùng hẳn luôn, bật lên này. Bác chết quá, ok luôn. Rồi xin chào tất cả bác, cùng chào mừng tất cả bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay cửa hàng em sẽ trân trọng giới thiệu cho bác với một dòng vang số các bác nhá. Đây là một dòng vang số làm mưa làm gió thị trường cách đây khoảng tầm 2 năm về trước. Nhưng thời điểm này thì với rất là nhiều những cái gọi là những sản phẩm mới ra, cũng như những sản phẩm cao cấp nó về Việt Nam, thì những dòng sản phẩm này thì giá thành nó đang được hạ rất là nhiều. Nhưng em nói luôn, trước khi em giới thiệu qua cái dòng vang này, trong tầm giá một con vang để mà chơi karaoke gia đình, có chế độ nâng tiếng nhạc nhá, chống hú tốt, có chế độ nâng tiếng nhạc, và nói chung là để mà hay được những con này với số tiền hôm nay các bác bỏ ra để mà chơi con vang này, thì em nói luôn là trên thị trường không hề có con nào vượt mặt con này trong tầm giá các bác nhá. Em nói luôn quan điểm ngay từ ban đầu luôn. Và em sẽ giới thiệu các bác dòng BD Audio MT780, một dòng thương hiệu công nghệ của Patty House nhá. Dòng sản phẩm này có chế độ nâng tiếng nhạc. Đấy, vừa vào video thì em đã cho các bác nghe nhạc rồi đúng không ạ? Rất sạch sẽ mà nó có chế độ nâng tiếng nhạc Exciter này. Đấy, và con này thì chống hú cũng như là chống hú tự động này. Nếu như bình thường ở các cái dòng vang mà nó có cái vỉ chống hú, tức là ở những cái dòng vang khác thì rất là nhiều loại thì họ có thiết kế ra là những cái tần số khi mà các bác gọi là bật chế độ chống hú lên thì cái tiếng mic nó sẽ bị, tức là nó bị dìm xuống đúng không ạ? Hoặc là cái tiếng mic nó bị méo mó đi. Thế nhưng ở dòng vang này thì cái chế độ chống hú của nó sẽ là được auto. Tức là sao? Tức là khi mà nó xây gây ra những cái tần số mà bị rú rít thì nó sẽ tự động nó gom vào và tự động nó sẽ triệt tiêu đi các bác nhá. Đấy, và nó không ảnh hưởng gì đến tiếng mic cả. Tiếng mic thì nó rất là ok. Đây, em thử tiếng mic luôn cho bác nghe nhá. Tiếng mic không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của cái con vang này. Đấy nhá. Đây. Nếu bình thường cái chế độ chống hú thì nó sẽ kiểu là nó sẽ làm cho cái tiếng mic nó bị, tức là bị tối đi hoặc bị trùng đi. Nhưng ở đây các bác có thể nghe này. 1 2 6 7 lên. Đó. Bát tép vẫn đâu vào đấy luôn. Đấy nhá. Em fix lên này. Lên. 1 2 6. Đấy. Em thử luôn tiếng echo reverb cho các bác xong em giới thiệu chi tiết hơn. Đây, giảm tiếng reverb này. Em giảm đi để thử tiếng echo này. Đấy, tiếng echo 1 2 6. Đấy. Nhiều hay ít như thế nào thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn chỉnh riêng cho các bác cái con vang này nhá. Đấy, còn đây là tiếng reverb, em cho tiếng reverb lên nhá. Và em sẽ giảm tiếng echo xuống để cho bác nghe tiếng echo tiếng reverb riêng này. Đây. 1 tiếng rất sang luôn. Đấy, chứ được chưa? Đấy, tiếng cực kỳ sang luôn và hạn chế tối đa cái vấn đề tạp âm các bác nhá. Tạp âm không hề có luôn đấy, các bác có thể nhìn thấy và cũng nghe được, cảm nhận được. Lên 1 2 6 7 7 7. Con này chỉnh cực kỳ dễ luôn và nó cho các bác chỉnh được rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Phía bên này chúng ta có effect mode, tức là nó sẽ có thể điều chỉnh được những chế độ của vang nhại này. Đây là chế độ mic này, tức là mình có thể chuyển chế độ mic này. Đây là music này. Và đây là FBX thì nó sẽ là cái chế độ chống hú tự động đó nhá. Các bạn ấn on lên là bật cái chế độ chống hú lên. Còn off mà đi thì nó sẽ tắt đi nhá. Còn bên này là Exciter là chế độ nâng tiếng nhạc này. Đấy. Bên này là effect volume, tức là vang nhại nhiều hay ít thì các bác xoáy ở nút này cho em. Còn bên này là mic to nhỏ này. Đấy, còn bên này là nhạc to nhỏ đây. Được chưa? Đây, nhạc to nhỏ đây. Còn ở đây chúng ta có ba rắc cắm mic này. Đấy, và ba chiết áp volume cơ bản của ba đường mic này nhá. Đằng sau thì em cho các bác xem luôn. Với một con vang karaoke gia đình thì theo em như thế này cũng đã là quá đủ rồi, đúng không ạ? Hai đường tín hiệu đầu vào, con này thì không có cổng quang, mấy cả không có bluetooth đâu, em nói luôn nhá. Tránh các bác đỡ mất công hỏi em nhá. Ở đây là một đường rack out tổng bằng rắc hoa sen. Đấy chưa? Đường LR này thì các bác kết nối cho em xuống đẩy hoặc xuống âm ly. Đấy, hai đường này xuống đẩy hoặc xuống âm ly. Còn đây là đường CC này, là đường center, là đường loa lời các bác nhá. Còn đây là đường sub này, sub là họ đã ghi rõ đường sub này. Với hệ thống karaoke gia đình thì em nghĩ rằng là nếu như các bác chơi thì các bác chỉ chơi một đôi loa chính này. Cùng lắm bác nào mà nhà có gọi là có thêm loa thì các bác chơi được center, đường center và chơi một quả súp này thì bốn cổng ao này cũng đã rất đáp ứng cho các bác đầy đủ luôn rồi, đúng không ạ? Đấy, đằng trong vỉ mạch đây cho các bác xem vỉ mạch luôn nhá. Vỉ mạch chiếc vang này thì được thiết kế chạy một con nguồn, và đặc biệt là cái nguồn này thì nó có một cái mạch gọi là nó có một cái tấm đồng. Đây là miếng đồng này thì nó sẽ giảm nhiễu nhá. Miếng này đồng này sẽ là có chức năng gọi là giảm nhiễu cũng như là lọc nguồn điện đấy, để cho nó không bị gọi là như kiểu là sôi sạn đấy các bác, nó không bị sạn ở trong cái con vang này.
cũng là tín hiệu ra nhé. Đấy, vì mạch thì tất cả là hàng là còn zin đẹp, xử lý toàn tụ nhôm thôi, đã bo chống hú của nó các bác này, được chưa? Đấy, vì mạch thì còn rất là sạch đẹp và rất là mới các bác nhá. Đấy, các bác nhìn các bác biết này, đấy rất đẹp rất mới luôn, được chưa? Đấy, và em báo giá luôn để cho các bác có thể tham khảo dòng sản phẩm này ngày hôm nay. Hôm nay cửa hàng nhà em cung cấp trân trọng cho các bác với cái dòng vang số BD Audio mã là MT780. Đây là một dòng sản phẩm vang của nhà máy Patti House bác nhá. Và con này thì nó là size, tức là nó dày hơn cái dòng vang bình thường một chút các bác. Đây là dòng vang dày hơn nhá. Được chưa? Và ngày hôm nay thì cửa hàng nhà em cung cấp cho các bác con vang này với cái mức giá cực kỳ tốt. Em dám khẳng định bác, mức giá này thì không tội gì các bác phải đi chơi những cái dòng vang trôi nổi thị trường, hay là những cái dòng âm ly hay là vang cơ nó bị rú rít, thì con này nó khắc phục được cho các bác rất tốt những cái điểm đó nhá. 1.450.000 một chiếc, bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc các bác, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em, được chưa? Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em đã đủ uy tín cho các bác chưa? MT780 các bác nhắn tin cho em nhá, nhắn tin cho em xin họ tên địa chỉ, chốt vang BD MT780 cho em, hoặc là các bác chỉ cần nhắn tin cho em chốt vang BD 780 cho em qua số điện thoại 0982838695. Các bác dùng đẩy thì báo em dùng đẩy, dùng âm ly báo em dùng âm ly. Em sẽ tặng kèm dây kết nối cho các bác để các bác về các bác kết nối âm ly hoặc cụm đẩy nhá. Và khi các bác nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, được chưa? Không cần phải đặt cọc gì với một con vang với mức giá 1.450.000 một chiếc. Không cần các bác phải đặt cọc cho em làm cái gì cả. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em thoải mái luôn các bác nhá. Một dòng vang có chế độ nâng tiếng nhạc, được chưa? Chống hú tự động của BD Audio, nhà máy Patti House mã là MT780. Đã có những thời điểm mà con vang này các bác, để mà mua được một con vang như này, các bác phải bỏ ra ngoài 3 triệu đồng. Em nói luôn, với mức giá cao gấp đôi với thời điểm hiện tại em đang cung cấp cho các bác nhé. Nhưng cũng còn không có hàng để mà mua cơ. Thì các bác phải hiểu rằng đây là một dòng vang cũng được rất nhiều người săn đón rồi, đúng không? Và ngày hôm nay cửa hàng em cung cấp cho bác, em báo giá lại các bác nhé. 1.450.000 một chiếc này, miễn phí ship toàn quốc. Đây là hàng bãi xịn, cam kết các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Nhắn tin chốt vang BD 780 0982 838695 các bác nhé. Bây giờ em sẽ thử test chất lượng mic cho các bác nghe. Đây, test chất lượng mic lại cho các bác có thể là tham khảo thêm nhé. Đây, tiếng mic này. Đây, tiếng mic to nhỏ đây nhé. Đấy, ok chưa? Đây này, mic đây nhá. Đấy, nhạc to nhỏ này. Đấy, được chưa? Đây, effect này. Và nhạc nhiều ít này. Lên, 1, 2, 6. Đây, các bác vào mic này. Các bác ấn next sang. Đây là tiếng bass, tiếng chép. Các bác có thể tùy chỉnh theo sở thích mình. Lên, 1, 2, 2. Các bác có thể chỉnh để làm sao cho nó phù hợp với không gian cũng như là hệ thống của nhà mình đang có nhá. Con này chỉnh rất dễ. Đấy, nếu như mà các bác chỉnh xong rồi, các bác chỉ cần ấn nút giữa này cho em giữ in này. Đấy là sẽ hiện ra những chế độ các bác muốn lưu vào chế độ nào thì các bác ấn. Và nói chung là con vang này thì em sẽ làm một cái chế độ riêng, tức là làm một cái video riêng để hướng dẫn cho các bác chỉnh. Được chưa? Nhưng trong tầm giá 1.450.000 để tìm một con vang hay như con này, em dám khẳng định luôn cực kỳ hiếm, trừ khi bác mua được hàng thanh lý thôi. Chứ còn với mức giá đấy, nó thật các bác không thể mua được con vang đâu hay hơn con vang này, em dám cam kết bác luôn nhá. Đấy. Có chế độ lưng tiếng nhạc và lại còn gọi là chống hú tự động. Đấy, mà nó còn đẹp như thế này luôn. Được chưa? Nói luôn cái lô hàng của em cực kỳ đẹp nhá. Đây cho bác xem này. Lô hàng này của em cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, em nói luôn các bác, cam kết các bác cực kỳ đẹp luôn nhá. Và số lượng thì em có khoảng tầm 30 chiếc đây. Cho các bác xem đây. Số lượng thì em có khoảng tầm 30 chiếc nhá. Lên cho các bác khoảng tầm 30 chiếc thôi, không có nhiều đâu. Cho nên là với mức giá này, đây mức giá cực kỳ êm cho các bác rồi. Nhắn tin cho em chốt vang BD 780 cho em nhé. Số điện thoại 0982838695 để cùng theo dõi và cũng như đặt hàng các bác nhé. Rồi con em xin chào và các bác trong video sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ là ủng hộ cho em nút like nhé. Và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Bác nào đang có nhu cầu về những dòng sản phẩm như vang số karaoke gia đình, đây là phân khúc tầm trung cũng như là rẻ tiền, và chất lượng thì cũng không hề rẻ đâu các bác nhá. Đấy, em nói luôn các bác, được chưa? Đấy, và nếu như bác nào muốn chơi hàng cao cấp hơn thì các bác có thể tham khảo những dòng vang số X8 của anh em đang có đây, cung cấp cho các bác nhá, giá 2.900.000. Đấy, còn bác nào mà muốn gọi là chơi những cái dòng thương hiệu của B3, những cục đẩy như này, các bác cũng vẫn có thể liên hệ cho bên em để đặt hàng nhé. Số lượng em vẫn còn đáp ứng cho bác. Còn mic thì hiện tại cửa hàng em nhé là chỉ còn những cái dòng mic cao cấp của Beyer này. Đây, Beyer Wired K8, đây là dòng dòng mic cao cấp nhá của Beyer các bác nhá. Đấy, tay là tay da cá cực kỳ đẹp luôn. Được chưa? Đấy, củ lụa tay da cá cực kỳ đẹp luôn, lên cho bác.
giá 2.800.000. Nói chung là chất lượng thì nó luôn đi kèm với những cái gì mà cả anh em cung cấp cho bác rồi. Đấy, rồi con xin chào với các bác xin video và những sản phẩm tiếp theo các bác nhá. Em xin được chào mừng tất cả bác nhá. Chào mừng tất cả bác đang quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ lại lên cho các bác những cái dòng sản phẩm như là những cái cục đẩy bê thương hiệu đến từ nước Đức, đó là thương hiệu B3 nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ làm video giới thiệu lại cho các bác một lô hàng. Đây là một lô hàng thực sự bác là còn quá đẹp luôn. Và em nói luôn đây là lô hàng tháo rạp rạp chiếu phim các bác nhá. Đây là lô hàng tháo rạp chiếu phim chứ không phải là lô hàng tháo rạp ở quán hát nữa. Chính vì thế cho nên là cái chất lượng cũng như là cái nói chung là cái phần trăm của cái chiếc đẩy này nó còn quá là đẹp luôn. Rất mới luôn, còn zin còn đẹp từ con ốc luôn các bác nhá. Đấy. Và đầu video các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây các bác ủng hộ cho em nút like nhé. Ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em nhé. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác hai mã đẩy, đó chính là đẩy B3 này, mã là CA3L cao này. Đấy, và CA3N thấp này. Thực ra em nói luôn các bác là em đã kiểm tra hai cái mã đẩy này. Tức là mã 3N tức là L thấp và L cao thì thực tế nó chỉ là cái mã thôi. Còn ruột gan tức là nội thất ấy, nội thất thì nó như nhau các bác nhá. Nội thất thì nó như nhau thôi. Đấy, còn 3N cao hay là 3L thấp thì nó cũng gọi là tương tự nhau. Đấy, bác nào thích lấy dòng nào thì các bác lấy, được chưa? Đấy. Thì hôm nay thì em sẽ lên video giới thiệu bác với 20 chiếc đẩy mã 3L các bác nhá. Với cái dòng này thì nó có khoảng tầm 20 chiếc thôi. Đấy, sẽ lên video giới thiệu lại cho bác để các bác có thể tham khảo được nhá. Rồi, đẩy B3 nó thương hiệu đến từ nước Đức các bác nhá. Và đợt này nó về thì còn quá đẹp luôn. Nó là hàng tháo rạp chiếu phim các bác. Đấy, đây là hàng tháo rạp chiếu phim nhá. CA3L, đây là cục đẩy 2 kênh với công suất của nó lên đến 700W một kênh các bác nhá, đánh là 8 ohm. Đấy. Các bác đánh thoải mái cho em 2 đôi bát 25 hoặc là các bác đánh cho em 1 đôi 30 hoặc 1 và 1 đôi 20. Thêm loa lời, tức là đánh nếu các bác đánh thoải mái, đánh đôi full 40 các bác vẫn có thể đánh được nhá. Bởi vì công suất của nó lên đến 700W một kênh, mã 3L này. Đó. Thì ngày hôm nay thì các bác nhìn đây, mặt đằng trước này. Các cái mặt căng nhựa đằng trước vẫn còn nguyên hết, nguyên bản hết, quá đẹp luôn. Vận chuyển không hề bị gãy gì. Đó. Hàng bãi xịn zin các bác nhá, hàng bãi xịn luôn nhá. CA3N, đây là series của bà mã CA3 này. Đấy. Mặt đằng sau đây các bác. Mặt đằng sau thì các bác kết nối jack ca lông được luôn này. Jack ca lông này. Đấy, jack 6 ly này. Đây là tín hiệu đầu vào này. Được chưa? Còn đầu ra loa thì các bác có thể là vặn bằng jack Lutric nha. Đấy, hoặc là các bác vặn cầu loa này. Đấy. Dây nguồn này, dây nguồn còn nguyên bản hết luôn, nguyên zin luôn. Đây, các bác nhìn chưa? Quá đẹp luôn nhá. Đấy. Con này thì chạy 4 quạt gió, 2 quạt gió đằng sau và 2 quạt gió đằng trước này. Được chưa? Đấy. 8 tụ lọc nguồn. 8 tụ nhá các bác nhá, 8 tụ lọc nguồn. Và nguồn con này đây, nguồn đồng 100% luôn, nguồn đẹp 100% luôn. Vỉ mạch cái đời đẩy B3 các bác nhá, riêng cái thương hiệu đẩy của B3 ấy, thì là họ sẽ tính công suất chứ họ sẽ không có tính sò giống như ở các cái dòng đẩy thông thường các bác nhá. Thì ở đây các bác có thể nhìn thấy mỗi vế này nó sẽ có 4 vỉ tản nhiệt, các bác nhìn chưa? 4 vỉ tản nhiệt và 2 vỉ công suất chồng lên nhau. Đấy. Thì mỗi vế của nó công suất cho ra đầu ra là 700W một cây. Nhá các bác nhá. 700W một kênh. Đấy, em báo công suất cho các bác để các bác có thể ghép loa làm sao cho nó phù hợp các bác nhá. Thì ngoài ra thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy nó sẽ cho các bác ở đằng sau này thì nó sẽ cho các bác gạt bright này, tức là đánh bright chập kênh, tức là mình lấy công suất của cả cục đẩy lên luôn. Đấy, lấy công suất của cả cục đẩy luôn, hoặc là các bác đánh parallel, tức là tín hiệu các bác chỉ cần cắm vào kênh A thôi. Nhưng mà nó sẽ ra cả hai vế các bác nhá. Đấy, còn shifter là hiệu ứng shifter, nó đánh đảo loa đảo vế này, được chưa? Đấy. Chủ yếu lên video giới thiệu các bác nhá. Và sau cái đấy em sẽ báo giá các bác luôn này. Ngày hôm nay những cái cục đẩy B3 CA3N em sẽ lên cho các bác nhá. Và nhà em cung cấp cho các bác giá là 3.300.000 một cục. Với tầm giá ngoài 3 triệu một tí đi thì các bác em dám khẳng định luôn, chất âm của dòng đẩy này nó là quá đỉnh rồi. Các bác sẽ không tìm được một dòng đẩy bãi nào các bác nhá, các bác sẽ không tìm được một dòng đẩy bãi nào với tầm giá như vậy mà nó được hay như thế này, em dám cam kết bác luôn. Và bác nào chốt đẩy B3 CA3L thì các bác nhanh tay nhắn tin cho em nhé, hoặc các bác gọi điện cho em. Chốt đẩy B3 CA3L em để các bác giá 3.300.000. Các bác chỉ cần đặt cọc cho em 300.000 thôi. Đấy. Còn đâu các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em luôn, được chưa? Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em thôi. Đây các bác nhìn này, một lô hàng quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn, con nào cũng đẹp luôn. Đấy, em chỉ còn có 20 chiếc thôi các bác nhá. Nhanh tay giúp em, số điện thoại của em là 0982838665. Được chưa? 3.300.000 cục.
đấy, đẩy CA mã 3L, L thấp L cao đều được nhá. Đấy, và ở đây thì em đã có cắm một cục đẩy, đây các bác nhìn này, các bác nhìn chưa, rác 6 ly em cắm vào đây nhá. Đấy, rác trồng 6 ly và rác điện thoại này, ra loa này, được chưa? Đấy, em không hề cắm vang nhá, cắm trực tiếp từ điện, từ máy tính xuống nhá. Vào đây cho các bác xem luôn. Đây. Quá hay luôn. Đây, xe 3N các bác này. Đấy, xe 3N nhá. Lên video các bác tham khảo nhá. 3.300.000 một cục, bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc bao luôn. Được chưa? Đấy, cả cọc cho em 300.000 các bác nhé, vui vẻ cho em nhé. Bởi vì là cục đẩy nó rất là nặng, cước rất là cao, cho nên là các bác, nếu như bác nào yêu thích thì các bác đừng nên tiếc gì, 200-300.000 các bác đặt cọc cho em nhé. Thì ngày hôm nay thì cũng bên em cũng về được 5 chiếc vang số X8. Thì cũng thông qua video giới thiệu đẩy cho các bác, thì em sẽ lên video này sau để lên cho các bác nhé. Thì đây là dòng đẩy CX8 của AD. AD là một thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhá. CX8 là mã của nó. Và đây là một dòng vang X8, đây là vang số X8 hàng bãi xịn nhá. Em về được có 5 chiếc thôi. Và em sẽ lên video giới thiệu các bác sau và cũng là báo luôn các bác giá để cho các bác tham khảo nhá. Thì dòng X8 này với công nghệ của Mỹ HD, em lên cho các bác với giá là 2.900.000 bao ship nhá. 2.900.000 bao ship toàn quốc. Và có lưu ý cho em nào, em sẽ gọi là có điều khiển đi kèm cho các bác luôn với cái dòng vàng này. Để tặng kèm cho các bác luôn. Và để thử chất âm cũng như thử tiếng echo reverb thì em sẽ làm một video riêng cho các bác nhá. Còn cái video này thì hiện tại là em đang muốn giới thiệu cho các bác cái lô đẩy, cái lô sản phẩm B3 hàng đẩy công suất main nhá, CA3N. Đấy, giá 3.300.000 cục. Nhanh tay giúp em nhá, đánh quá bền luôn. Riêng trong vòng nửa năm lỗi các bác giả về cho em luôn. Được chưa, em bảo hành nửa năm nhá. Còn công suất em báo cho các bác là công suất là 700W một kênh để cho các bác lựa, để các bác có thể là ghép đồ các bác nhá. Rồi, con xin chào và các bác trong video sản phẩm tiếp theo nhé. Mọi người nhớ ủng hộ cho cửa hàng em, xin một nút like nhé. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ là đăng ký kênh ở phía dưới này để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo bên cửa hàng em liên tục lên cho các bác nhé. Rồi, xin chào này các bác nhé.